ông ơi, ông rên đi, ông rên to vào, có người đến thăm thì sao, đi nhanh lên rên to vào. Ôi bà con ơi, ốm quá thật thôi. Ôi bà con ơi, ôi bạn bè gần xa, bà con ơi, xóm ơi, ôi ôi, ốm quá thật thôi. Ôm mãi thế này mà chưa có ai đến thăm ơi, bà con ơi, trời ơi. Ông ơi, ông kêu đi, ông kêu to vào, ông tích ông ấy đến chơi đấy, kêu to vào. Ôi trời đất thiên địa ơi, ốm mãi như này thì tự hỏi sống làm sao được, bà con ơi, trời ơi. Ôi chào bà trưởng thôn, tôi nghe nói hôm nay ông trưởng thương thôn ốm, tôi hôm nay đến thăm. Ông Tích ơi, ông nhà tôi ốm bao nhiêu ngày nay rồi ông ạ. Mỗi bữa chả ăn được gì, chỉ ăn được có bơ gạo cháo thôi ông Tích ơi. Thế thôi, bà dẫn tôi vào thăm ông ấy cái. Không phải ông đi. Ôi trời ơi, khổ thân lắm ông Tích ơi. Ôi trời ơi, ông trưởng con nhà tôi ơi. Đấy, ông Tích ơi, ông nhà tôi nó ốm quá kìa đấy, thỉnh thoảng này còn ngáp ngáp nữa. Thôi được rồi, bà cứ để tôi vào thăm ông ấy một tí. Thế nó ốm thế nào hả ông trưởng thôn? Tôi Tích đây. Ôi trời ơi, ông Tích ơi, trời ơi. Tôi ốm quá ông Tích ơi, trời ơi. Ôm mãi thế này tự hỏi sống sao ông Tích ơi. Thế ông có đau ở đâu không? Tôi đau tim, đau khớp, trời ơi, còn đau cả mồm nữa ông Tích ơi. Ông cho quà ấy, thì ông cho tiền mặt nhé, ông đừng cho đồ ăn. Tôi có ăn uống được gì đâu ông Tích ơi, trời ơi. Bà trưởng thôn này, theo tôi thấy tình hình như thế này là ông trưởng thôn là bị bệnh tim với cả bệnh khớp rồi đấy. Ôi trời ơi, ông ơi, như thế là tim nó tìm đến khớp rồi ông ơi. Khổ thân tôi quá ông Tích ơi. Bà trưởng thôn cứ yên tâm, bệnh này giờ điều trị dễ mà, bà đừng có mà lo lắng quá. Vâng, được một lời động viên của ông Tích, tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Hôm nay tôi nghe ông ốm ấy, thì thôi cũng là tình làng nghĩa xóm. Trước tiên tôi sang thăm ông, thì sau đó tôi cũng có một chút gọi là động viên tinh thần cho ông. Mong là ông sớm khỏe ạ, để còn phục vụ các bà mẹ đơn thân. Ôi ơi, ông Tích ơi, ông chu đáo quá ông Tích ơi. Từ chối lòng tốt của ông thì không đành. Thôi thế thì cho tôi xin rồi. Thôi ông cứ an nghỉ đi, cho nó mồ yên má đẹp. Tôi xin phép tôi đi về đây. Ôi ơi, ông Tích ơi, ốm quá thật thôi ông Tích ơi. Ốm thế này thì ăn cái gì cho nó hết ốm mà ông Tích ơi. Ôi bà con ơi, xóm ơi, có ai chưa đến thăm thì đến thăm luôn đi. Ôi rồi ôi.
tội nghiệp ông nhà tôi quá, Tịch ơi. Thôi, bà vào với ông ấy đi, cho ông ấy đỡ tủi thân. Tôi về đây. Ông Tích ông về rồi ông ạ. À? Ông thử mở phong bì ra xem có được nhiều không. Để tôi xem nào. Chắc cũng được khá khá đấy bà. Còn mỗi cái thiệp mà gửi tới ông trưởng thôn lời động viên tinh thần chân thành nhất, chúc ông may mắn lần sau. Mẹ bao nhiêu công sức. Bao nhiêu công sức.